Rồi, giới thiệu mọi người một con máy Hitachi ha. Con này mình đã gắm điện sẵn để mình test luôn. Hitachi đá 205 mm. Và đá này đá 1000 nha. Đá 1000. Cái nắp này vẫn là ren ngược nha. Dặn thì cái này nó không có két nước và không có độ mở đá, nhưng mà mình cầm mình dặn được ha, mở được bằng tay. Để mở đá thì các bạn chế bằng cái, mình nghĩ cái này chế về cái giảm, mà loại cái giảm 90 hoặc là 110 gì đó, rồi xuống 35 gắn vô đây được. Rồi mình chế cái ống đâm ra ha, thì xài được. Rồi, con này là Hitachi. Là điện 100V, công suất là 190-180W tùy theo cái hạt ha, 50 hoặc 60 hạt, 450-560 vòng 1 phút. Mấy cái dòng chữ này là nó hướng dẫn ta là nói đất, mình có dịch ra ha, là nói đất trước khi sử dụng. Thì nói đất là, nói đất là cái dây của nó, dây nè, đó, nó coi đó đó, ta kẹp vô dây mát xuống đất ha. Mấy dòng máy mà xịn sò thì thường nó có những cái khuyến cáo nó an toàn cho mình sử dụng. Cái này là cái ống nước của nó, cái loại này nó ngắn ngủn vậy nha. Con này thì ngoại hình thì cũng tương đối ok. Đó, không có bể nứt gì hết nha. Tại con này thì nó hơi nặng, bởi vì mình không có cầm lên, mình sẽ quay vậy thôi. Ở dưới phần đít của em nó đây, dạch đít lên cho coi luôn ha. Con này thì chỉ chạy một chiều thôi nha, một chiều ha. Để mình test luôn nha. Hitachi thì nó chạy êm hơn Makita rất nhiều ha. Cái bộ nhông của Hitachi nó êm hơn, nó chạy như mèo thở luôn ha, mèo thở, chuột thở gì đó. Rồi ngưng ha, đá chạy rất là đầm ha, đá 250, cục đá thì cũng còn khá dày ha, cục này xài cũng rất là lâu nữa mới mòn được nếu xài gia đình ha. Rồi với tình trạng con máy này thì nó thiếu đồ mã đá với két nước, thì mình sẽ bán là 3,1 triệu ha, không có thùng luôn nha. Con này đủ phụ kiện thì bán 3,5 triệu, còn con này thiếu đó thì thôi mình bán 3,1 triệu thôi, không có thùng nữa. Hàng bây giờ thì không có hàng ha, khó tìm và giá cũng cao nữa. Nên anh em mua thì cứ có nhu cầu thì mua, chứ đừng có đợi ha, không có đợi giá xuống đâu. Rồi, mình sẽ ghim số điện thoại ha, dưới cái tiêu đề số điện thoại mình là 0937819119. Nếu mà anh em chuyển khoản đủ thì mình bao ship, còn nếu mà code thì cọc cho mình 200k ha, giống như mọi khi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo.